Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức trao tặng 500 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần động viên chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống đối với người dân trong diện hộ cận nghèo, giúp họ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn theo chế độ bảo hiểm y tế, đồng thời giảm tình trạng rơi vào cảnh nghèo đói khi ốm đau bệnh tật.